hôm nay mình sẽ làm về cái nguyên cái spa luôn ha, có nghĩa là cái máy rửa mặt nè, nâng cơ nè. Ủa ai mới lắp bên nhiều nữa gì? Máy rửa mặt, máy nâng cơ và cái perm á chị, nguyên một cái tôm lê luôn nhé. Ok, hôm nay đó cái chánh của mình là cái máy nâng cơ ha. Vân thì Vân xài cái máy gọi là nâng cơ nhưng mà gặp bên spa. Còn mấy chị thì mấy chị sẽ tập trung tại vì cái máy facial spa. Đây cái máy Galvanic Spa công dụng nó y chang nhau nhưng mà cái máy của Vân á là tất cả thị trường trừ thị trường Mỹ, trừ thị trường Mỹ thôi nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mấy chị nhé. Đầu tiên là cái máy Lumi Spa, là cái máy rửa mặt. Thế máy rửa mặt này công dụng nó rất là lợi hại, rất là lợi hại nhé. Bảy công dụng mấy chị, các anh nhớ bảy công dụng này không ha? Ok, chứ khác là Vân giới thiệu sơ nhé. Vân tên là Vân Võ đến từ Tampa, Florida. Mời mấy chị đi một vòng giới thiệu sơ về mình nhé. Hello, mình là Ái Hoa đến từ New Jersey. Xin chào cả nhà. Mình tên là Tuấn đến từ Philadelphia. Sao mà nó giọng giọng cái tiếng? Em không nghe giọng, em ok. Ok, cái đó đó là mình sẽ rửa mặt cho thật là sạch nha chị ha. Bây giờ mình bắt đầu ha. Trước khi mình rửa mặt thì mình sẽ xịt chai mist ha, nắng cả mist. Mình đất cái chai này cho nó ướt cái mặt mình ha. Sau đó mình xịt cái gel. Cái gel thì vừa cái mặt ha. Gel này mấy chị nào trong Facebook Live mà có máy lấy ra làm với tụi Vân nhé. Và mình chạy cũng là chạy lên 45 độ ha. Cái máy này nó chỉ dõng dạng có 2 phút thôi mấy chị. 2 phút thôi. Mọi người trong Facebook Live có nghe Vân rõ không? Anh chị có nghe Vân rõ không? Nếu mà nghe rõ bấm vào Vân chữ rõ nha, hoặc là số 1 bấm vào Vân số 1 nhé. Ok, cái công dụng của nó là làm mềm, làm mịn, làm sạch, làm khép lỗ chân lông và săn chắc anh chị ha, săn chắc. Khi mình xài á, buổi sáng á, mình giờ cái mặt của mình á, thì là mềm, thiệt là mịn luôn, rất là đã và nó săn, săn chắc luôn. Chị Hoa nói là tại sao da mặt của Vân dạo này thấy nó săn chắc đúng không chị Hoa? Ngày càng rám à. Chuyên làm đó. Vâng, điều đặn. Chuyên làm điều đặn á, thì cái da mình nó hồi phục rất là kỹ nha chị, rất là trẻ. Mình 2 phút xong rồi, mình nghĩ cái máy này ai cũng cần hết quý anh chị. Tại vì nó rửa rất là sạch, nó sạch sâu. Cho nên mình đôi khi cả ngày mình đi ra đường bụi bặm sâu á, mình khi mà về rửa cái máy này mình thấy cái mặt mình nó sạch feel good lắm. Hoặc là những anh chị em nào mà make up thì thường thường make up á mình phải lấy cái đồ make up remover mình mới chùi cái mặt ra lại mình mới rửa mặt mới sạch ha. Còn cái này á mình chỉ cần dùng cái này mình lấy ra hết make up hết luôn á. Cho nên không cần phải ấy, cho nên cái này rất là tuyệt vời. Đúng không? Chẳng hạn như ai cũng cần hết, nam nữ gì cũng dùng hết. Mỗi gia đình nên có một cái máy này để xài cả nhà. Tại nó chạc bằng pin ở trong này nè. Và nó có thể dùng trong phòng tắm luôn. Yeah. Không. Khi mà mình xài cái máy này rồi đó, thì khi mình xài cái máy khác mình, những cái khác mình mới thấy là cái máy này nó sạch ghê lắm. Thứ nhất là cái nha mascara nó rửa thật là sạch nha. Dạ. Rồi những cái loại son mà nó dính mà mình khó rửa đó, cái này mình đi qua cái môi của mình là nó sạch luôn cái môi của mình luôn, cái son luôn. Mà nó dơ quá nè. Mascara, eyeshadow nó lấy là được hết đó chị. Dạ. Yeah. Nó sạch luôn á. Yes. Mấy anh chị nào làm mà móng mà dính bụi trên mặt về nhà rửa cái này cũng sạch luôn.
vừa rửa, nó vừa massage mặt cho mình, tại nó có cái đảo chiều ở đấy nè, nó quay hàng ngược dòng á, nó massage vô cái mặt mình cứ. Đó. Cái máy này nó rất là dễ sử dụng nha, cho phụ nữ, phụ nam, cho trẻ em, nhất là mấy đứa bé mà ở tuổi mà nó bị dậy thì mà đi nở mụn á. Con gái của mình 13 tuổi đó, nó xài mà nó nói với mình là nếu như nó xài xài không đều đặn á, nó skip thì mấy ngày nữa cái mụn nó nổi lại. Nó xài thường xuyên, còn nó xài thứ khác nó xài không được, nó xài thứ khác nó không có work, cái mụn của nó vẫn còn. Nhưng mà xài cái này thì mình thấy là cái da mặt của nó khô đi, rồi những cái mụn á nó khô luôn á. Dạ, vì nó deep clean đó chị, nó đi sạch xuống dưới lòng da của mình đó, cho nên nó làm cho cái da nó rất là sạch, thì nó khô bắt đầu thì nó sẽ không có mụn, nó sẽ không có trở lại. Mình chạy trước giờ mình xong rồi nha, giờ làm đi ha. Nâng cơ, nâng cơ, nâng cơ, nâng cơ. Ok. Máy nâng cơ, mấy chị, máy nâng cơ. Tại sao mà có nhiều người hỏi là mình càng ngày càng lớn tuổi thì nó phải chảy xệ đúng không? Mà tại sao mình càng ngày càng căng, càng da mặt mình càng cứng? Căng là cũng nhờ cái em này ha, em máy nâng cơ. Thì khi mà cái em này mà ra tay rồi đó là cái da mình nó sẽ săn chắc và nó giảm, làm giảm đi nếp nhăn ngay tích tắc trong vòng một lần đầu mấy chị. Nếu mà mình làm cho đúng á là cái kết quả một lần là đã thấy kết quả rõ ràng rồi. Và cái máy của chị Ái Hoa với mấy chị đó, nó gọi là Facial Spa. Y chang, ông dùng y chang, kết quả nó ra y chang mấy chị nha. Nhưng mà cái máy của Vân là Gavanic Spa cho tất cả các nước. Công ty có mặt 54 nước trên thế giới rồi. Và tất cả các nước khác đều xài Gavanic Spa, và các chỉ có nước Mỹ là xài Facial Spa thôi ha. Cho nên Vân muốn xài cái này để nói, để hướng dẫn cho mấy chị ở ngoài nước Mỹ luôn nha. Okay. Đây là cái gel của Gavanic Spa. Nó có hai loại, một loại trắng và một loại xanh. Loại trắng thì nó cho retreat là nguồn điện âm, nó đẩy vô cái da của mình, và nguồn điện dương là cái treatment là màu xanh đó, nó sẽ hút những cái gì dơ dưới lòng da. Còn cái của chị Hoa với chị là cũng vậy, nó sẽ đi cái nguồn điện âm và dương của mình, nó chỉ xài cái gel khác thôi. Và khi mình bấm số cái máy này cũng là cái số khác nha. Cái gel của mấy chị gọi là conductive gel. Và cái gel đó nó tiện một cái là mình có thể xài một cái gel mà cho hai số. Mấy chị có đóng góp gì không? Và những cái máy của mình đây thì mình sẽ xài bằng cái loại gel này. Mình chỉ để lên là mình apply lên mà thôi. Thì mình sẽ bấm số 4 cho cái lần đầu. Máy của mấy chị bấm số 4, nhưng máy của Vân là Gavanic Spa sẽ bấm số 1 anh chị nhé. Của Vân là số 1. Và mỗi một số như vậy là nó đúng 5 phút nó sẽ tự tắt. Mấy chị... cái thời gian cũng giống nhau luôn. Bên này sẽ là 5 phút. Dạ, thời gian y chang nhau. Và nếu mà mấy chị làm tại sao mình nói là cái máy nâng cơ và ủi, đây mình hay gọi là máy ủi, mấy chị máy ủi mặt, máy ủi nếp nhăn, thì mình sẽ tập trung những chỗ mà có vấn đề, ví dụ như trán, dùng trán của mình đang có nếp nhăn thì mình sẽ tập trung cái chỗ đó nhiều hơn. Ở dưới cằm mình chảy xệ thì mình sẽ tập trung cái chỗ chảy xệ nhiều hơn. Bên nào mới có người thông là lần đầu tiên làm facial spa này, làm xong cái và tuần này nó tới gặp thầy tuần nữa. Ai cũng hỏi tại sao lớn tuổi mà không thấy nếp nhăn, hồi trẻ có nếp nhăn. Bí quyết đây, bí quyết để ủi nếp nhăn đây cả nhà. Về. Một cái bình nhỏ mình chặt em còn đó.
chim nó bớt rất là nhiều. Chạy hơi bị điều hả chị? Dán cần thủ chạy hơi điều một chút nên dân nó đỡ lên. Mà từ giờ mình tự quá mình không có lên like được, nhưng mà qua bữa nhắn mình dán cần thủ mình chạy. À vâng, chạy luôn cái môi luôn mấy chị, à, nó cho được cái độ mềm của môi á. Môi rất là khô. Môi ai mà đã có từng xăm qua đó thì nó sẽ bị rất là khô đó. Mình sẽ chạy luôn trên cái môi thì nó giữ được cái độ mềm. Trở lại tập trung cái mắt vì vẫn có bọc mắt, bọc mỡ, trước đây có bọc mỡ rất là nặng. À, cho mình hỏi thăm chút nha mấy chị, ví dụ mà người ta có làm qua cái bản gì ta? Botox hả? Yeah, người ta xài, người ta hỏi mình chạy cái này nó có work không? Không work chị. Không work hả? Botox á, là nó là một cái lỗ quá chất mà nó chích vô là cái da của người ta cứng luôn, bị chết á. À. Frozen á, bị tiếng Việt nó gọi là gì ta? Frozen á. Frozen. Bị đơ á, nó bị dớ gì đơ rồi á. À, bị đơ luôn á. Thì khi mà cái da của người ta không còn là cái da thiên nhiên nữa thì nó sẽ không có work chị nhé. Ok. Tôi không hỏi đó, em nói anh nó xua để em hỏi lại rồi cho nó. Thì không có recommend là người mà bị người mà sửa mặt hay là botox có thể xài. Họ có thể là mịn thôi ha, mình có thể là giúp họ là mịn da, nhưng mà nói gì nâng cơ thì nó sẽ không có nâng được nữa vì cái da nó không phải là cái da thiên nhiên nữa. Dạ. Yeah. Nhưng mà nó sẽ giúp cho cái da rất là mịn. Không phải da tự nhiên, không phải da thiên nhiên, da tự nhiên. Da tự nhiên. Để dụ cho họ còn có nếp nhăn nó có giúp không hay là nó cũng không giúp luôn? Tại vì khi mà người ta chích á là cái da nó căng hết trơn rồi, đâu còn nếp nhăn đâu chị. Cái này nó làm chắc lâu quá làm sao mình không biết nữa. Nó hỏi gì nữa. Dạ. Dạ em cũng không rõ lắm, để em hỏi lại coi con. Tại vì cái máy của mình là cái máy nâng cơ, giảm nhức nhăn, nhưng mà Botox đó, công dụng nó là nó giúp cho căng cứng nhắc cái mặt của người ta đơ luôn á, thì nó đâu có còn nhức nhăn nữa đâu, cứng nhắc à. Thì cái máy mình có thể giúp nó làm mềm, làm mịn. Không có thấy mặt mình nói trên phone thôi cho mình không biết ra sao. Để khi người ta cho mình coi cái mặt đi, cái bà hỏi mình gì đó. Dạ. Bà hỏi cái số kế tiếp là cái chuyện mình nha anh chị. Vân đang dùng cái treatment là cái trị liệu là cái điện nó là số 2 á, là cái điện dương, nó sẽ vào trong hút những chất dơ, nó đi xuống 3 lần, 3 layer cái mặt của mình á, 3 biểu bì hả, của cái mặt của mình đi xuống, tiếng Việt giỏi quá, đi xuống và nó hút được những chất dơ, chất bẩn. Còn cũng vậy, bên mấy chị cũng vậy, chạy cùng một gel, conductive gel nhưng mà chạy 2 lần. Cái này mà mình xiên á, sao mà chị Hoa nói là cái mặt của Vân không rề khác đúng không? Ừ. Mình xiên mình chạy liên tục luôn cả 3-4 ngày luôn á chị Hoa. Ừ, phải láng o luôn, không có một chút nếp nhăn nè. Chụp với thằng con trai giống hai chị em ấy. Hả? À, chụp với thằng con trai thấy nó giống hai chị em. Em ngủ rất là ít đó nè. Bữa nay là ngoài đường xuống. Mới về nhà. Vân. Nói chụp với thằng con trai mà tưởng hai chị em chứ đâu nói hai mẹ con. Thằng giữa dạ. Giờ nhìn nó già không á, nó sẽ còn già không. Nên chị thấy cái da mặt của Vân nó không có bị chảy xệ đúng không? Và mấy chị cũng vậy, mấy chị này cũng u gần 50 rồi, đâu phải ít đâu. Mà tại sao cái da của mình càng ngày càng trẻ, càng ngày càng cải thiện thì nhờ cái em này. Em này là Tránh nè. Và em rửa mặt, bây giờ là Vân cũng rất là mê cái em rửa mặt. Em đi spa. Không biết có ai mê giống em không vậy ta? Máy Lumi spa nổi tiếng rồi, bây giờ ở đâu cũng ở đâu cũng cháy hàng. À, ở đâu cũng cháy hàng hết trơn. Hàng liên tục, bây giờ thì facial spa của nước Mỹ nó đang cháy hàng hả chị? Đang cháy hàng cái facial spa. Cái máy rửa mặt á, Lumi spa.
cái Lumen Spa thì ở Việt Nam cháy hàng liên tục 3 lần rồi. Các nước khác cũng vậy, không biết tại sao. Không biết chắc tại ai cũng mê giống như em. Ai cũng mê, ai mà dùng rồi cũng mê hết trơn à. Rửa xong mặt mình nó sạch, ủi xong thì mặt nó láng, hết nếp nhăn sao không mê được. Bữa nay nói là về ngủ sớm, chị Hòa nhắn cho tại phải đi, đi vô là. Nghỉ cho nghỉ phép mấy tuần rồi. Không có nghỉ phép đâu, cũng làm, cũng làm. Cũng làm, ý là không là nghỉ phép trên Facebook á, chứ còn mình ở nhà mình làm chứ. Bây giờ đi Việt Nam nó cần phải làm gì đặng hơn. Có nhiều lúc mình có trong tay nhưng mà vì mình không có hú nhau cho nên mình có lòng biến đúng không? Ủa, chị Trinh xong hả? Ờ, mình xong mới cái lần đầu thôi, bây giờ lần kế tiếp. Dạ, cái này nó chạy cũng từ từ, nên nó không đi quả tiễn cho nên nó 5 phút. Tại lại mình hơi spa, mình làm hơi trễ, mình vô trễ hơn. Okay, thì bây giờ mình làm lần thứ hai. Okay. Rồi ai chỉ tiếp rồi, 5 phút nó mau lắm. À, mình nói chuyện chút xíu thôi, đã qua lần 5 phút rồi. À, khi mà mình làm cái máy này, mình thấy rõ ràng cái... mình nói là... ai gặp mình cũng bảo là oh wow, da mặt đẹp quá, đơn giản thôi, sử dụng đúng sản phẩm, sử dụng đều đặn, có kết quả, đúng đều đủ, đúng đều đủ, đúng đều đủ. Em trong khi chờ đợi mấy chị thì em chạy thêm chút xíu nữa cái chỗ mà em cần tập trung. Cái máy của Vân chạy nhanh hơn máy mấy chị là tại vì cũng hai số nó cũng vậy, nhưng mà con cái là Vân không đánh mask nữa chị, Vân sẽ không có dùng mask, còn mấy chị sẽ có, nói chị sẽ lo vậy hơn em năm mấy từ 3 cho tới 5 phút. Dạ, yeah, vậy thì cái máy, cái đàn là việc nó skip cái mask đi phải không? Còn yeah, quán thì sẽ sử dụng cái mask. Thì cái thời gian mà mình để cái mask lên thì nó mất khoảng từ tùy theo. Mình cũng hay để từ 5 tới 10 phút tùy theo. Tại mình đó, cái chéo xanh mình đánh bằng tay, còn bên Vân đánh bằng máy luôn rồi. No, chị, bên chị cũng chạy 2 lần. Lần âm, lần dương mà. Bằng cái số đó. Nhưng mà bên đó không có dưỡng lại cái chéo xanh à? Không chị. Ủa, xài cái treo trắng xong rồi chạy treo tâm nhật tâm luôn hả hả luôn không? Dạ. Ồ, wow, vậy nó tiện hơn nữa. Thì hôm trước mình nghe mấy người chia sẻ đó, cái máy Garvan Spa nó mạnh hơn cái máy Facial Spa nhiều lắm. Không mà nói bây giờ nó có cái công dụng nó cũng y chang nhau nha. Công dụng nó y chang à. Công dụng nó giống nhau nhưng mà bên cái đó nó mình hơn. Cái này nó nhanh hơn xíu thôi. Ừ. Dạ. Không, em nói là bây giờ nó trên thị trường Mỹ nó có bán cái đó không? Là nó bán cái treo chị, có treo. Có treo nhưng mà không có bán. Không, mình không có bán rồi. Treo. Dạ, vì một số người giống như em nè, em còn xài nè, những người đi ai mà 3, 4 năm gì trước họ có máy này. Dạ. Nên là thị trường Mỹ bây giờ mình mua là không có, chỉ có máy Facial Spa thôi. Dạ, tất cả các thị trường khác đều có Garvan Spa hết. Em như vậy là em đã xong cái máy rồi đó, nó bây giờ nó đã săn cứng rồi đó. Còn bên Facial Spa của mấy chị đó là
xấu, chỉ có người phụ nữ chỉ biết làm đẹp cho mình thôi, đúng không? Và nếu như mình có cái công cụ mà có thể giúp mình làm đẹp thì tại sao không? Đúng không? Hello mấy chị đẹp ở trong Facebook Live. Em thấy là một số chị có máy nè. Chị lấy ra làm cho chị em. Bây giờ mình dùng gel xanh. Công dụng của gel xanh là giúp cho săn hơn nữa, cái độ săn, giữ được cái độ săn, độ săn của da. Xuyên đó, xuyên đến mà xăm quá luôn, không còn chút nhăn nào hết trơn. Ok, trong lúc chờ đợi mấy chị ha, em sẽ có một cái bí quyết khác nữa ha. Giống như mà mấy chị, giống như em hay nói đó, cái môi của mình mà bị xăm á, là sẽ nó lấy đi cái chất mềm của môi đó. Thì Vân sẽ đánh môi, cái đầu đánh môi để cho môi. Ok. À, nó có một cái đầu tròn để đánh cái môi của mình mấy chị. Đây là cái Line to Face Line Corrector ha. Với cái Ideal Eye. Bản thân Vân là chùm thức khuya, cho nên nếu mà không có cái Ideal Eye này, nó sẽ giống như con ma vậy đó. Con mắt hồng quăng gì nè, vẫn đem thù lùi à. Cái Ideal Eye này nó sẽ giúp cho là móc cái quầng thâm của mắt, và ai mà có bọc mỡ đó là rất là tuyệt vời. Và mình có thể làm bằng tay hoặc là mình có thể chạy bằng máy. Trong cái máy của mình nó có một cái đầu nhỏ xíu bằng cái đầu ngón tay gì nè, để mình chuyên cho chạy cái bọc mỡ mắt, nếp nhăn mắt và những cái nếp nhăn trên mặt và cái môi ha. Môi mà môi là Vân phân ra Vân làm và Vân thấy rất là có kết quả, cho nên Vân giữ đó. Và đây là một trong những cái bí quyết mà không có còn bột mỡ mắt nè, và giúp nhanh trên mắt nè. Mình lấy hai cái tay mình cứ massage như thế này hoài nè thì nó mất tiêu à. Đơn vậy đó, mỗi sáng cứ ho chút xíu lên, bắt đầu mấy chị lấy cái ngón tay của mình chỉ là làm bàn ủi. À, thay vì cái máy, cái đầu mà máy trên để trên đầu rồi. À, mình có thể dùng cái tay của mình ha, mình massage cho tới khi nào mình không có cần cảm giác kem trên mặt nữa. Hai chị lên, hai
cái IUI xong rồi đó, giúp cho mình không có còn bị quằn thâm á, bọc mỡ đó, thì Vân sẽ đi một dòng nữa của cái Light Corrector là cái nếp nhăn đó chị nhé. Đóng nếp nhăn. Chỗ nào có nếp nhăn thì mình sẽ thôi xíu cho nó. Mỗi buổi tối chỉ cần xin một vài phút thôi là mình cảm thấy cái da của mình nó đẹp lắm. Sáng là nó sáng mà nó căng mà nó mịn, cái da béo gì đó. True Face Light Corrector. True Face Light Corrector. Xài hết đẹp đẹp luôn. Em thấy có nhiều người dùng cái đó pha nguyên cái mặt luôn á, gì không? Mình thoa thử, mình nghe nóng nóng á, chỗ nào nhăn á mình thoa thì ok, chỗ nào mà chỗ bình thường không bị nhăn mình thoa, mình nghe nóng nóng. Em thấy nhiều có một số người á là thoa dùng cái đó thoa nguyên mặt luôn. Vì họ nói là họ muốn phòng chống chống nếp nhăn, hai cái cao cấp, một cái cao cấp, một cái bình dân, cái bình thường. Xài mỗi ngày, cái này cao cấp. Em xài cả hai. Em đánh cái này thì xài cả hai luôn, xài cái này xong rồi xài cái này. Cái này là xài mỗi ngày luôn, quên cái miệng rồi quên mắt, cái này xài mỗi ngày luôn. Còn cái này sáng tối. Có người hỏi mình là cái da mặt của anh có xài được hay không? Thì mình biết là anh ở cũng độ khoảng 60 rồi. Em nghĩ như vậy. Thì em bảo đảm là cái này, đây là rất là, anh đang rất là cần xài, bởi vì cái này xài cho tất cả mọi người, mà những người càng lớn tuổi lại càng có nhu cầu cần hơn nữa, thì bảo đảm xài sẽ được. Cho em bổ sung cái ý của chị, em gặp cái chú đó 60 mấy tuổi, da mặt chú bóng lưỡng luôn á. Ôi trời ơi, mình nói ủa da mặt chú sao láng dữ, chú nói cái này đó cháu, cái này nè, 3 lần mỗi tuần đều đặn, chú xài mấy năm này rồi á, cái mặt chú mà bóng, nhìn cái trán nó bóng lưỡng không á, nghĩ là con ruồi nó đầu trắng tượng chanh quá. Nó bóng lưỡng lên, nó nhìn sao nó nhìn nó bóng luôn á. Trời ơi đã thôi. Rồi da 60 mấy tuổi rồi mà nhìn trẻ lắm kìa. Em nghĩ cỡ 40 à. Da mặt láng o vậy đâu thấy nếp nhăn đâu biểu. Cho nên cái này á, là nam nữ gì cũng dùng hết. Cái này nam nữ gì cũng dùng, già trẻ gì cũng dùng. Cái này là cả nhà dùng, còn cái này là tuổi 30 hả? 30 trở lên hả? Là bắt đầu dùng hả? Nha, bắt đầu lão hóa. Hoặc là phòng chống lão hóa thì có thể dùng. Ok, em đã xong cái True Face Light Corrector và True Face IUI. Mở nếp nhăn. Và bây giờ cái kế tiếp. Trong lúc chờ đợi mấy chị đó mà anh giải thích sơ về cái True Face nhé. Hello chị Hoa. Vâng ơi, chị Hoa ở Washington State, Seattle. Hôm nay chị Hoa đang coi mình đây. Chị Hoa có cái máy này luôn nè. Coi lên luôn chứ coi gì ta. Không biết chị Hoa có đang đi làm hay không vậy. Hoa là mình về rồi. Bên đó như 8 giờ đẹp với tụi em nhé. Chị có đường nghề hết trơn rồi nè, em biết mà. Giọt nước thần, Vân hay gọi là giọt nước thần. Em này không thể thiếu đâu. Giọt nước thần đây. Rồi cái em này có tên không? Trong vòng một, trong vòng phải nói là nhiều 20 phút nha. Cháy hàng. Còn hàng nữa mà bản thân Vân trong ngày đó Vân bán được trên 5.000 điểm. Cái này chị tính được nhóm. Tại sao nhiều vậy? Là tại vì cái giọt nước thần này nó rất là lợi hại và ai cũng có nhu cầu hết. Nó giúp tái tạo lại sự đàn hồi của da mấy chị. Giống như mấy chị biết là khi mình lớn tuổi đó là mình sẽ bị chảy xệ, nếp nhăn nè, lão hóa đến nè, và bắt đầu cái sự đàn hồi của da nó giảm dần thì nó dùng cái da mình lại. Thì đây là giọt nước thần, Vân hay nói giọt nước thần. Nó chỉ có nhỏ xíu vậy thôi, đang giống như cái giọt nước gì đó. Nhưng mà nó có thể giúp săn chắc, tái tạo lại sự đàn hồi của da. Nó giúp cho cái da mình
xài á, khi mình xài về xong á, cái da mình nó như da bé vậy đó. Không biết là ai đã từng xài cái giọt nước thần này qua rồi, mấy anh chị bấm giùm con số 1 nha. Và bao nhiêu người, anh chị em trong Facebook, bao nhiêu người đã trải nghiệm giọt nước thần này qua rồi, lợi hại lắm. Thì mấy anh chị bấm giùm con số 1 ha. Và nếu được thì mấy anh chị cho giùm con cái cảm nghĩ mấy anh chị luôn nha. Nghe. Mà ai mà chưa có từng xài nên xài thử nhé, nên xài thử. Vâng, bạn Hồng Vân dở khóc dở cười luôn vì order không kịp hàng cho khách luôn á chị. Công ty ra số lượng cũng rất là lớn nhưng mà trong vòng thời gian chưa đầy 20 phút nữa hết hàng. Ngày đầu tiên 20 phút cho ngày hôm sau có 5 phút à. Hoa mới vô lót có được con account, qua account thứ hai là hết rồi. Trời ơi, chuyện quá trời luôn. Dành dễ sợ. Bắt công ty phải ra mớ nữa thì thứ ba công ty ra thêm một mớ nữa nhưng mà order cũng vẫn không kịp được. Dạ, nhiều người hỏi quá trời luôn. Mình có một cái gia đình đó họ xài hết á. À, tất cả phụ nữ trong gia đình nó xài hết. Cái hôm đó là mình phải ngồi trước 12 giờ, mình để sẵn hết rồi. À, nhưng mà bấm vô từ cái email thì nó lẹ hơn, vô nó cũng không ra nữa. Đúng rồi, đúng rồi, em có hoài không ra. Bấm kịch vô cái email mình log in vô mình mới làm kịp. Đúng rồi, em cũng bấm vô cái link mới được, em bấm số hoài nó không ra bởi vì em bị trễ mấy bộ là vậy đó. Dạ, bấm số nó không ra, nó có cái code nhưng mà nó không vô. Dạ. Yeah. Mình kinh nghiệm mình không có làm cái đó, thành ra mình kịp. Mình order sau ngày đó luôn, mà vẫn cũng back order. Gọi vô order đó nè. Back order là may rồi chị, em còn hỏng nữa kìa. Làm sao back order được ta? Cái này là không có mua cái sale đó. Sau bữa đó rồi. Ồ, tài hết rồi, tài hết rồi, ok. Order cho khách á, gọi vô nó nói cái hàng khác, cái element này, cái nọ, cái gì thì ra trước nha, còn cái này là phải ra sau à. Ok, dạ. Xong hết chưa? Bây giờ mình ready rồi mà phải không? Đến hết rồi phải không? Chị? Còn gì chia sẻ nữa không? Ủa phơ chưa? Xong hết rồi. Wow, cái gì? Sao mà xa, không mà xa à? Nhanh quá vậy. No, mình chưa, mình để chút nữa mình mới bỏ. Mình làm máy xong hết rồi nhưng mà mình chưa có bỏ. Vâng. Tại sao không bỏ Hoa luôn? Tại sao Trinh cũng nhìn em là sao? Tại biết sao? Tại Hoa đợi cái Trinh đợi tấm xong Trinh mới bỏ đến thôi uổng lắm. Nó trôi đi của mình, cái là giọt nước thần mình không để tí một giọt nào. Cho nên Trinh đợi một chút xíu tấm xong Trinh mới để sao. Cho nên skip cái phần này. Tại vì muốn chia sẻ một chút xíu cái này à, mình thấy rõ ràng là cái hiệu quả. Khi mà mình nói cái vấn đề mà có hiệu quả hay không thì chính mình là cái sản phẩm. Mình bắt đầu sử dụng cái này cũng khoảng những cái sản phẩm này trong vòng thời gian 1 năm, 2 năm nay. Thì mình thấy rõ ràng mình không cần nói, mình không cần quảng cáo, mình không nói nhiều. Nhưng mà khi mà một cái người đối diện của mình á, những người mà càng quen lâu ngày gặp lại hay là mới gặp lại đều có một cái sự nhận xét là cái da mặt của mình đẹp. Nói xin trẻ, chỉ cần bao nhiêu là mình đã thấy đầy đủ rồi, da mặt đẹp, mình trẻ ra. Cho nên cái đề đây mình xài đúng, xài đều và xài đủ, chắc chắn là sẽ mang lại cái hiệu quả. Chị Trinh thì đợi đi tắm, còn em cái Elok Mi của em nó hết mà em chưa có thay, em đợi em thay em bỏ luôn. Emmy đầy đủ chất dinh dưỡng trong này cho da, serum kem dưỡng ngày, kem dưỡng đêm, và mình chỉ cần Emmy dưỡng mỗi ngày chỉ cái thơ này, kem nó rửa mặt là good, và một tuần chỉ cần 2 ngày facial spa hoặc là nâng cơ thôi đó. Đẹp không? Quá là đẹp luôn. hết rồi chưa có thay. Một giọt ha. Một giọt cho. Đợi cho Vinh làm hết luôn, Vinh chia sẻ xong rồi. Dạ. Vinh thích cái em Elok Mi á, vì nó không có không khí, nó không có gì vô được hết, nó không có bị oxy hóa mấy chị. Và mình xài rất là an toàn cho cái làn da của mình. Và tất cả những sản phẩm này nó đều có công nghệ chống lão hóa hết, Elok hết, công nghệ Elok hết. Cho nên cái công nghệ chống lão hóa có nghĩa là nó ngăn chặn được cái làm chặn cái tiến trình của lão hóa của da, và nó giúp tái tạo lại da hơn, càng ngày càng trẻ hơn, càng ngày càng hồi phục hơn.
ví dụ như là mụn, nám, lỗ chân lông to hay là da cằn cỗi, da nhăn nhiều thì mình cũng có thể sửa hết được anh chị nhé, bằng cái Esocmi, bằng cái Pearl, bằng những sản phẩm này. Đó là cái serum. Ngoài cái serum thì mình sẽ có kem dưỡng băng đi. Kem dưỡng băng đi thì cũng là một cái giọt nhỏ gì thôi ha. Mình sẽ sát đều cái mặt của mình. Cái kem dưỡng băng đi này nó cũng có công nghệ chống lão hóa trong này và nó giúp cho cái làn da của mình đầy đủ chất ẩm, cái độ ẩm thì nó sẽ không bị cằn cỗi ha. Nãy mình quên ha, cái bà khách bữa nay mình làm đó vô mà hỏi ha, da mà rất là dị ứng, hỏi cái xài cái facial spa này có bị gì không, mình mới nói bà đó nhiều người nói bị dị ứng mà mình quất á, có thể là lần đầu tiên nó hơi đỏ một chút nhưng mà xài vài lần là nó hết. Cái bà đó nghe xong bà cũng là an toàn thì cho bà gửi mấy cái sản phẩm đó. Rồi bà đang vào cái mùi đã. Sau kia có một người làm người khác. Lúc mà làm cho bà khách này á, đâu có bị đỏ gì đâu. Ở đây bà rất là sensitive nhưng mà xài thấy không có gì hết trơn, rất là bình thường. Dạ. Nhà bà cũng tự mình an toàn cho tất cả các loại da đó, cho nên là nói này na trường là yes. Hôm hai tuần trước còn có một cái người bạn cũng trên Facebook á, chị cô này cũng có một cái làn da rất là nhạy cảm, để cái gì vô cũng bị dị ứng hết. Nhưng mà sau khi dùng cái Esocmi, cái rửa mặt và cái Pearl thì nó sạch cái nâng cơ nữa, cô ta không có bị gì hết và bây giờ cô ta là nhà phân phối của mình, rất là an toàn và da càng ngày càng cải thiện, càng ngày càng hồi phục hơn nữa. Hồi đó da bị khô á, bị chóc dãy hoài luôn mà bây giờ không còn những cái chứng đó nữa. Ok rồi, mọi người xong hết rồi phải không? Ok xong. Everybody done with them. Đây cảm nhận. Cảm nhận như thế nào? Thứ nhất là mình thấy nó cái mặt của mình có cái cảm giác cái da mình nó căng đó. Mà nó sạch đó. Mà cái này mình rất là mịn. Tại vì mình thấy những chất vậy khi nó sạch đó, rồi khi mà nó kích thích cái da của mình. Cái da mình mịn lắm. Mới hồi trưa này một người rất là quen nói, ồ, da chị Trinh công nhận mịn thiệt. Wow. Yes, đó là câu trả lời. Dạ. Bản thân em thì em cảm thấy da em giống như da em bé bây giờ, giống như bé nhiệt tích. Căng nó săn và nó mịn lắm, nó rất là mềm và mịn. Rất là thoải mái, cảm giác sau khi làm cái facial là rất là nhẹ, rất là thoải mái. Đấy. Cảm giác của mình nói mịn thì ai cũng nói mịn hết trơn rồi, mình chỉ biết là muốn giờ hoài thôi. Muốn giờ hoài nữa. Tôi thấy sao sao mày thì vô ông xã giờ thử coi đẹp. Giờ hoa mình đến sao? Muốn sờ hoài, nói giống chị Phấn muốn sờ hoài. Không nghe. Không nghe chị Phấn. Sau đây Miu đã nói giống chị Phấn nói vậy, muốn sờ hoài vậy đó. Một cái chiếc nữa ha, một cái chiếc cuối cùng nữa ha. Làm xong chưa có xong rồi. Sau khi làm xong hết à, đây là một cái có thể giúp cho cái môi của mình nè. Mấy chị, cái này là nó có chất collagen cho môi và nó giữ cho cái môi mình rất là mềm, rất là mịn luôn. Mỗi buổi tối, thường thì Vân xài mỗi buổi tối. Lip gloss là gì? Lip gloss. Trước khi đi ngủ á, không, mình không xài ban ngày rồi, xài ban đêm nha. Thì nó sẽ giúp cho cái môi nó mịn, nó mềm, nó căng ra. Và giác sáng á, thì mình xài cái power lip thì nó ăn vô cái môi mình là last all day luôn. Cái bí quyết mà làm cho cái môi vừa mỏng, vừa mềm, vừa mịn ha. Rồi, vậy không? Xong rồi. Ok, ok, mấy anh chị mình, Vân và mấy anh chị rất là cảm ơn những anh chị có mặt trong Facebook Live để theo dõi chương trình mỗi buổi, mỗi tuần hai lần, một lần, một thứ tư và một thứ sáu của tụi Vân. Và mình rất là mong là
anh chị nào mà có máy có thể cùng cộng tác với tụi Vân để mình cùng nhau làm đẹp ha. Và nếu ai mà có bất cứ câu hỏi gì hoặc là muốn sở hữu những cái dòng sản phẩm mà tụi Vân mới vừa chia sẻ đó, thì mấy chị cũng có thể inbox cho tụi Vân ha, để mình có thể hướng dẫn mấy chị làm sao để xài những cái sản phẩm mà thích hợp cho da, để da mình càng ngày càng trẻ, càng ngày càng hồi phục hơn, càng ngày càng đẹp ra hơn mấy chị nhé. Và để thôi, còn mấy chị còn thiếu gì nữa không? Rồi, good night cả nhà. Ok, vậy thì good night cả nhà, và hẹn gặp và cả nhà vào tuần tới nhé. Anh chị em nào trên blog và Facebook có câu hỏi thì cứ inbox. Dạ, rồi, chào cả nhà. Good night. Bye bye.